Thưa quý vị, tại nhiều bản làng vùng núi xa xôi của nước ta thì báo giấy đang là cây cầu kết nối họ với thế giới bên ngoài. Và những người tham gia xây chiếc cầu đó chính là những bưu tá, những người không quản ngại sớm hôm để đem đến cho người dân tin tức qua những trang báo. Vâng, trong phóng sự sau thì chúng ta sẽ cùng đến với Quảng Bình. Nơi đây thì có 15 xã vùng sâu vùng xa với khoảng 27.000 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Ở địa bàn bị chia cắt bởi núi cao nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Như mỗi ngày, những tờ báo đang góp phần làm thay đổi cuộc sống của bà con. Ông Bớt ơi, ở nhà không? Có. Chả có được báo đến ý. Sống trong ngôi nhà phải sử dụng bạt ni lông để chắn gió. Nhưng ông Hồ Bớt, người dân tộc Mã Liềng, vẫn cố vay mượn để mua cho được một chiếc máy tuốt lúa. Đọc báo được 18 năm, vừa đi học hỏi để mà làm ăn, để vươn lên làm giàu. Tôi đọc báo, tôi biết. Tôi bảo với bà con mua cái máy tuốt là đỡ cái sức của mình. Nhờ đó, gia đình ông Bớt mỗi năm kiếm thêm được vài chục triệu đồng để trang trải cuộc sống. Không chỉ vậy, những tờ báo giấy cũng đem đến lợi ích không thể đong đếm cho ông. Đi trên rừng, ở trong nhà mà nghe mệt, không có cháu hai bên á, thì cứ lấy báo đọc là thích vui mà. Mục văn hóa giải trí á, các dân tộc khác muốn học hỏi thêm. Xã Cao Quảng, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuyên Hóa, nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Bình 25 km theo đường chim bay. Do nằm sâu giữa vùng núi đá vôi trùng điệp, nhiều hộ dân ở đây rất khó tiếp cận với truyền hình, thậm chí không có cả sóng điện thoại. Có báo ấy, nhân báo vẫn đọc cho vui vẻ đây. Nguyên thông tin chủ nhân là tự báo thôi. Nhiều khi cần thiết là phải chạy xe máy đi kéo, đường xá đi lây lồi, mưa lụt, phức tạp lắm. Báo chí thì tôi thích coi lắm nhé. Những mục mà chán nuôi trong trọt thì mình có thể đến ba vì mình nóng dẫn thì mình vẫn áp dụng để mà làm theo họ cách của họ đó, đem lại nguồn thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho gia đình nhé. Đưa báo đến người dân, họ rất vui mừng và phấn khởi vì họ biết được cái thông tin kinh tế xã hội bên ngoài. Đó là cái niềm tin cho tôi để tăng thêm ý chí để là càng ngày càng phấn đấu. Ngành y văn hóa, công an, Quảng Bình vì nhân dân thì hẳn thương về điều ngay nào có rồi. Mỗi ngày, những người bưu tá này vượt qua gần 30 km đường núi để đưa báo đến cho 80 hộ dân tại các xã nghèo của tỉnh Quảng Bình. Hành trình đưa báo đến với những thôn bản xa xôi chưa bao giờ là dễ dàng. Năm 2019, chị Bình trên đường đi làm không may gặp tai nạn phải cưa bỏ một chân. Nhưng đều hẳn chỉ thể tự ho, làm bôi điện nặng. Bình là mải miệt với cái nghề là báo chí, vì này chứ cái nghề là món ăn tinh thần cho người dân là vô giá thế đó. Tuổi như hưu đến khoảng 1-2 năm nữa là hết, nhưng tôi yêu nghề thì tôi làm đến khi mà kiệt sức là thôi. Người đưa báo cũng rất vất vả, không phải quỷ nữa đâu, hơn quỷ. Ai trở lại thăm nhá. Rồi con vé nó bán lên nhá. Hai một cái con báo đưa đến nhá. Rồi, cảm ơn nhá, cảm ơn anh.